Em chúng con ở trong phòng cầu nguyện, tất cả các mục sư cũng như con trai, con gái, dâu rể và các cháu, xin Chúa Ngài làm cho họ được ơn cũng như được thịnh vượng theo sự giàu có của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và giờ này chúng con cầu xin sự tể trị của Chúa trên phòng nhóm cầu nguyện của chúng con từ giờ đầu cho đến giờ cuối cùng, để chúng con được ơn cũng như được phước trước mặt Chúa cũng như người ta. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, ở dưới vòng của chúng con có những ai đang mệt mỏi, có những ai đang bị gánh nặng, có những ai đang bị bệnh tật, thì trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu xin Chúa Ngài cắt xa tất cả những nan đề trên đời sống của chúng con, ban cho chúng con có sự bình an, để cho chúng con mặc lấy con người mới để mà chúng con dạn dĩ đến gần ngôi thiên ăn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con xin dâng buổi nhóm tối đêm nay ở tại Việt Nam, cũng như buổi sáng ở tại Hoa Kỳ, buổi trưa ở tại Đức, cũng như buổi chiều ở tại Nga, lên cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ tất cả anh chị em của chúng con. Chúng con hiệp một lòng đồng ý cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn mục sư. Đông mục sư toàn như toàn thể các vị nghe cái mùi Malaysia. Oh, thầy Mai Đông đang ở Malai. Anh em đang ở Malai. Hello, hello. Hello Việt Kiều Malai. Thì Mai Đông ơi, còn ngoài. Hello Việt Kiều Malai. Dạ, kính chào mục sư Kiệt. Chúc mừng với mục sư. Dạ, chào mục sư Bông. Đúng rồi, nhạc hát lớn quá không nghe được mục sư. Chào quý mục sư ạ. Chào tất cả anh chị em trong phòng. Chào Phí An. Dạ, con chào mục sư. Chào mục sư. Chào đứng chào ông nha. Chào thầy Ba Đông. Chào thầy tới. Tôi cứ chào cũng chào các anh chị em trong phòng. Chào Yến nha. Chào Hoàng Yến. Chào Thiên Hát, Cầm Mèo. Chào Yến nha. Chào anh Hùng. Chào Trần Kiếp Thời, Cầm Mèo. Chào anh Tuấn nha. Chào mục sư Thái. Amen. Chào mục sư Tuấn nha. Đây là một chuyên bộ anh Tuấn này. Dạ. Anh Tuấn nha. Chào anh Tuấn rồi đi. Đang ở cầu Cần Thơ một chút kia này. Cần Thơ. Nhớ một chút ghé vô quán cà phê lên liền. Trên cầu Cần Thơ là dưới gốc cầu Cần Thơ. Ok nha. Thầy Mai Đông chưa có vào tới phòng được nha, thầy Mai Đông ạ. Chào thanh niên họ ở từ Hội Thánh Thiên Ái nha, chú ban phước cho em. Dạ chào bác Vĩnh. Anh Tuấn cho mày ra, đừng có gọi mừng sư kêu anh Tuấn. Cảm ơn. Thí An ơi, cho mục sư gửi lời chào ba của con nhé. Dạ, ba con cũng gửi lời thăm mục sư. Thăm mục sư thì dạ, ba con cũng sẽ là hỏi thăm mục sư Thái nha, mục sư Thái ơi. Amen. Cảm ơn Chúa, có ơn mà ba con. Ba dạ. Con ở Sài Gòn hả Thí An? Dạ, ở chỗ mục sư Tâm Định đó, mục sư Thái. Rồi, biết rồi, mục sư Tâm Định, mục sư biết rồi. Dạ. Học 3 ngày hả con ha? Dạ, học 3 ngày. Cảm ơn Chúa. Chào sư, gửi lời kính lời thăm ba con nha. Dạ, con cảm ơn. Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn con. Có một số máy chưa có vào để chọn được. Cảm ơn Chúa. Dạ, con xin kính chào bác trai à. Đang lên phòng cầu nguyện toàn cầu đó. Bác khỏe luôn bác à. Tôi đang ngồi trong bộ đã ngồi trong cầu vui quá, vui sạch sẽ, vui 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 vui
anh em cũng đang chờ ông sư lên để cầu thai cho anh em đây. Dạ bạn yếu rồi, tiên giờ lên 23 người trên phòng đó. Có mặt hết trơn đó. Anh yếu rồi. Chú Kiệt ơi, con muốn báo cho mục sư là chị Minh hàng chị Hình đúng rồi. Ở bên này chào bên kia nghe. Ờ, mục sư Thái ơi, mục sư Thái nghe điện thoại đó. Tắt hết rồi đó mục sư ơi. Rồi Hoàng Yến nói đi con. Con muốn báo cho mục sư là chị Minh chị ổn rồi. Dạ nghe mục sư ơi. Cảm ơn Chúa. Nếu Minh ổn rồi. Ờ cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trước khi đi Chúa Minh về nhà chưa? Đi đủ quỷ à, cầu nguyện nhiều trước khi đi đủ quỷ. Thật ra là không có lời Chúa mấy mà đi đuổi quỷ thì sợ lắm. Sợ. Không mà thế Chúa dạy là Chúa sẽ tập tay mình đánh trận đến nỗi dương nổi cung đồng, có nghĩa là muốn làm chiến sĩ giỏi đó phải trải qua những sự thử thách, không lăn lê bò lết rồi chứ đâu phải khơi khơi mà muốn thành chiến sĩ giỏi là như không ra thành đâu. Thì thành ra những cái chuyện đó Chúa cũng cho nó xảy ra để tập. Kiệt, chào anh Tuấn. Dạ. Chào mục, chào các mục sư, chào cả nhà. Có một dạ, xin chào anh An ạ. Có cái câu chuyện ngắn mà vui nè. Có kể cho mình nghe cái câu chuyện ngắn mà vui nè. Lúc trước cũng có kể rồi á. À, có một lần á, Tuấn cùng một số anh chị em đi cầu nguyện giải cứu cho một người chị em. Giải cứu xong rồi, biết chuyện gì xảy ra, vừa giải cứu xong rồi mình kia mình chạy về nhà đó. Thì trong cái ngay cái thời điểm mà mình giải cứu ở bên kia đó, nhà Tuấn thì có một cái hàng rào gỗ và một cái hàng rào bằng trồng bằng cây xanh á, không có cách nào mà xe nó bay qua đó được. Trong cái thời điểm mà giải cứu ở bên kia khi mình về tới nhà đó, là chiếc xe từ ở ngoài đường lớn nó bay vô qua cái hàng rào gỗ, qua cái hàng rào cây luôn, rồi xong rồi nó nằm ở trong cái nhà sân sau của cái nhà của mình á, không biết cách nào mà vô đó được. Mà cuối cùng đó là cái bà bác đó đó, bà đang tập xe. Đúng. Mà lúc đó là má của Tuấn đang ẵm đứa con trai, lúc đó còn nhỏ lắm, mà đứng ngay cái cửa sau đó. Chiếc xe nó chạy ngay vào cái cửa sau mà vừa tới đó đó. Xe nó phải lái qua mà nó nằm trọn vẹn vô cái sân sau, nó không chạy vô nhà được. Tao thấy là ma quỷ nó khi mà nó ra rồi nó cũng giận dữ lắm, nó trả thù nhưng mà không được. Cầu nguyện nhiều trước khi mình đi. Chào Tuấn nha. Chào mục sư Hưng à. Gặp sư cũng như chúng ta cũng hợp tác với nhau trong sự cầu nguyện. Tôi tin chắc thằng Chúa ông quốc trong chức vụ của ông cũng như trong công việc cầu nguyện, không cầu nguyện trong Việt Nam, đất nước Việt Nam nói chung, toàn thế giới nói riêng, để mà mỗi ngày Chúa được thúc thúc cho từng cái sự cầu nguyện của chúng ta. Tôi tin chắc điều đó. Chúng tôi cùng một chương nha. Amen. Cảm ơn mục sư. Dạ. Xin chào mục sư nha. Dạ. Chào anh Tuấn. Dạ. Chào mục sư Thái. Anh em, dạ chào mục sư Hưng. Dạ. Chào mục sư Hưng. Chào anh ơi. Chào mục sư Hưng. Chào ban phước cho mục sư Hưng. Chào anh em. Chào. Chào mục sư Toàn à. Vô phúc cho chú An nha. Chào chị Quỳnh Vân, cô Hiệp. Không nghe được. Chào mục sư. Dạ Yên. Ờ, chú Vô Phúc chị Yên nha. Chào chị em. Giờ chỉ đến máy thôi à, hết nghe được rồi. Nghe được mục sư Thái à. Chào bác Bửng. Mục sư Thái đang ở quán cà phê á, thành ra là nhạc lớn lắm. Ở Việt Nam là vậy đó, quán cà phê cái là họ mở nhạc vô là như là ai mà ghi nhạc có ghi cà phê. Chào thầy Phẩm nha. Phẩm nghe được không? Chào, chào thầy Phẩm. Chào bác Vĩnh, bác Vĩnh phải không bác Vĩnh? Không, còn ở là nguyên. Cười không? Chào bác sư Hưng. Dạ chào mục sư cái gì quá rồi. Em Hồng. Dạ, bye bye mục sư Kiệt.
chào vô cư, chào anh Tướng, chào tất cả mọi người. Hùng, chúa Phúc Anh Hùng nhé. Đây, chào vô cư bộ, chào tất cả mọi người nha. Đây, chúa Phúc Anh Hùng. Đây, chúa Phúc Anh Hùng chạy về nhà rồi. Chúa Anh Tướng, chào Mục Sư Thái. Chúc nữa gặp Mục Sư nha. Chào Mục Sư. Chào Mục Sư. Chào cô Thảo, chúa Phúc cô Thảo. Cảm ơn chúa, cảm ơn Mục Sư. Dạ chưa một xe ơi. Sáng mai mới, chiều mai mới đi về Sài Gòn. Tại ngày mai đã lấy số đồ mới đi được. Ờ vậy hả? Dạ. Mục sư kia, mục sư kia, dạ. À, nhờ mục sư kia mà cầu nguyện cho cái cô nãy nói luôn đi, cô mà Nghiêm Thị Mỹ Hiệp á. Dạ, dạ, có ghi dạ. À, Nghiêm Thị Mỹ Hiệp 64 tuổi mà bị ung thư dạ mà đại tràng á. Dạ. Dạ. Thì nhà phục sư cầu thay à, bạn mới tiếp nhận chú hồi sáng nè. Hồi sáng em cũng có cầu nguyện cho mấy anh điện nãy thăm nãy là anh đỡ rồi. Bây giờ nhà mấy phục sư cầu nguyện thêm. Amen. Dạ cô Duyên nha. Dạ anh chào mọi người. Chào Duyên à. Mọi người đợi chút nha. Đứng thử máy. Chào anh Tướng. Chào anh Tướng. Dạ chào Duyên à. À thầy tới nghe được thầy tới à? Dạ nghe được thầy tới. Dạ nghe em Tướng rồi. Nghe. Thử máy, cái máy đầu rõ bây giờ còn nguyện được. Nhờ thầy tới cầu nguyện cho một số vấn đề của anh chị em mình ha. Dạ dạ amen. Nhờ thầy tới cầu nguyện cho cô Nghiêm Thị Mỹ Hiệp bị ung thư đại tràng. Rồi, ok. Ung thư đại tràng. Ung thư gì mà không biết kìa. Ung thư đại tràng á. Đại tràng, dạ dạ. Được anh Hùng okay. Ơi, anh mở cái mic lên nói chuyện mới nghe. Quên. Cái bị đau dứt mà ngủ nghe không được cho nó một sự tế. Dạ, dạ. Rồi. Dạ, yeah, này cũng con cá chú mới nhận hồi sáng này à. Sáng em cũng cầu nguyện, cũng nghe cũng đỡ đó. Dạ, yeah, nhờ mấy mục sư cầu nguyện thêm. Cảm ơn tin tưởng, yeah. Hết lòng theo Chúa. Dạ. 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 Mục sư tế ở đâu lận mục sư tế? Dạ, em ở Kinh Ngang, Thái Lai, Cờ Đỏ, Cần Thơ. Cờ Đỏ, Cần Thơ, dạ. Yeah. Còn em bác Cà Mau chẳng thời. Dạ. Chẳng thời Cà Mau. Dạ. Hai cái điểm này mà đi xuyên suốt đó. Tại làm cái điểm này tôi tưởng đâu về được. Ai gì đâu. Cái từ ở Thế Lai Cờ Đỏ rồi bắt đầu đi dài vô tới Vĩnh Thuận rồi qua bên tới Trần Văn Thời luôn. Sao có đường mà. Vậy cái tháng hả một sư? Dạ tiếp theo còn con gái chúa nào nên là có nhu cầu nữa không ạ? Thầy tới dạ. Xin cầu nguyện cho hội thánh Long Thạnh Lục Sĩ Thành Đồn á, thánh Bắp Tiết thì tới có đến rồi kìa rồi cầu nguyện có cầu
Cô Chi. Cô Chi hả? Dạ. Dạ. À, xin thầy cầu cho hội thánh sự phước hưng. Với lại cầu nguyện cho Chi có đổi hình liên tục rồi. Tâm trí đi nó hay quên quá. Dạ. Ta mẹ tâm trí ổn định lại, trí nhớ ổn định lại. Dạ. Giờ lòng Chi đang ước mơ là cũng đi lên trên cái đài cờ đỏ đó. Ở trên đó có một một cô tin nhận Chúa tên Sương. Dạ. Thì cách đây có khoảng một tháng trước thì cũng định đi đến đó để cô nói là đến đó đi mà nhiều người tiếp nhận Chúa lắm đó. Mà đến đó muốn mở mở điểm nhóm thì em sẵn sàng khi dân hiến nhà mở điểm nhóm. Thì yeah. Muốn lên đó để họp với hội thánh ở trên đó. Tại vì có thông qua với một sư Kiệt á, sư Kiệt có nói là lên để kết hợp với phòng cầu nguyện toàn cầu ở đó là chỗ sư tới, có thể tới với lại Phước á. Dạ. Dạ, cầu nguyện xin Chúa sức dầu cho Chi để Chi đi ra để linh hồn tội nhân về cho Chúa. Là một ước mơ đang cu mang rất là nhiều công việc đó. Mà như là nhìn chưa cho phép sao á. Với lại thầy tới cầu nguyện xin Chúa làm cho Nguyễn Văn Tuấn 39 tuổi, hiện tại bây giờ Nguyễn Văn Tuấn có bệnh giờ thêm một cái bệnh nữa là bao tử bị lở cuốn vào bao tử. Alo. 30 dạ dạ nghe cô. Bao tử bị gì cô? Nguyễn Văn Tuấn 39 tuổi. Cháu cháu đó là cái thực sự là bị trước đây thì bị thận rồi mổ hết một lần. Bây giờ nó trở tái trở lại, rồi bây giờ thêm một cái bệnh là bao tử bị lở bao tử nữa mục sư. Xin Chúa chữa lành cho cháu là Tuấn là đang cất nhà tình thương cho cháu đó. Tôi tính ngồi kế bên đây. Alo, mục sư nghe không vậy? Thầy tới rồi, thầy tới nghe không vậy? Máy bị đứng rồi. Để cho thoát ra cái mà để tới vào lại. Thoát cũng không thoát được. Biết có thể tới là đang dùng wifi hay là 3G không biết nè. Wifi thì nó mịn, 3G mịn. Đó thì tới đang xài 3G đó. 3G đó. Dạ. Thành ra hơi yếu. Giờ đang xài 3G. Alo. Dạ dạ. Rồi cô Chi nói tiếp đi cô Chi. Dạ con đang alo, cô Chi. Dạ cô Chi nghe rõ chưa, nói tiếp đi cô Chi. Mấy cái gì đứng được. Đang đưa nhu cầu lên cầu nguyện. Thầy nói đang cầu nguyện mà sao lại bị đứng là sao không nói được. Nghe. Ở bên kia đó. Cô Chi ơi, nghe được tiếng của cô đó, cô nói gì ạ? À dạ. À mà nãy giờ thầy có ghi lại những cái yêu cầu để cầu nguyện không? Dạ lên thầy tới. Alo. Thầy tới bị đứng mà. À. Ý chưa được nên. Người công bình bị té mãi ngày cũng biết vậy.
Cảm ơn Chúa. Dạ ta. Nghe ông ạ. Dạ có nghe. Em muốn dâng lời cầu nguyện cho con gái em Phạm Thị Hằng là xin Chúa chữa lành cho em là cái con gái em là viêm bầu thận và thói thận. Với lại con gái Phạm Thị Hiền cảm cúm. Dạ con gái cô tên gì ạ? Phạm Thị Hằng. Phạm Thị Thúy Hằng. Vâng, viêm bầu thận và thói thận. Dạ. Chị Phạm Thị Hiền cảm cúm. Dạ. Chị cháu Thảo Tiên cũng bị cảm cúm. Lê Thị Thảo Tiên. Thảo Nhiên cảm cúm. Thảo Tiên ạ. Viên ạ. Thảo Tiên. Vâng. Tiên ha. Vâng. Dạ dạ. À. Hết ạ. Dạ rồi cô. Vâng. Cảm ơn mục sư, cảm ơn thầy. Để thầy tới cầu nguyện được chọn bạn nên nhờ thầy tới cầu nguyện bây giờ đi. Em thầy bị té nữa. Cầu nguyện cho con nữa. Cầu nguyện cho Duyên. Dạ. Duyên, chúc Duyên đợi đợt 2 nha, để không coi mục sư bị té nữa. Mục sư cái máy của mục sư yếu quá. Dạ. Em xin mời thầy tới cầu nguyện đi, thầy tới à. Rồi vậy là có 3 năng đề hả anh Tuấn hả? Dạ. Được 3 năng đề hả? Dạ đúng rồi. Của cô cô Chi Mỹ. Cô Chi Mỹ Hiệp, cô Chi và Phạm Thí. Rồi xin mời quý mục sư cùng toàn thể cái chúa trong phòng cầu nguyện hiệp ý tôi xin phép được cầu nguyện ạ. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Cha ơi, chúng con vui mừng cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Chúa lựa chúng con trong tình yêu của Ngài. Chúa đã chọn hết thảy chúng con trở nên tôi trai tớ gái của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Cảm ơn Chúa trong thời gian qua Chúa luôn gìn giữ bảo vệ hết thảy anh em chúng con trong phòng cầu nguyện này được sự bình an. Và giờ này cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng tốt lành trên mỗi một chúng con. Đặc biệt rằng buổi tối hôm nay chúng con cầu nguyện cho cô thị Nghiêm Thị Mỹ Hiệp. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn lựa cô trong thời gian qua. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tốt lành. Chúa đã lựa chọn cô. Ngay trong giờ này, con công bố rằng trong danh Chúa Giêsu, cô Mỹ Hiệp ngay giờ này của cô Hiệp ngay giờ này nhận lấy sự chữa lành của Chúa. Và thân thể của cô sẽ từ đỉnh đầu đến gót chân ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu ta công bố sự chữa lành ngay trong giờ này. Để rồi cô Hiệp sẽ nhận lấy sự chữa lành của Chúa ngay trong giờ này. Cảm ơn Chúa. Và tất cả những gì đau nhất làm cho cô khó ngủ nữa trong danh Chúa Giêsu ta công bố từ đỉnh đầu gót chân ngay trong giờ này. Cô nhận lấy sự chữa lành của Chúa cách hoàn toàn ngay giờ này. Con cảm ơn Chúa. Con ngợi khen Cha. Vì lời Chúa hứa rằng bởi lần roi của Ngài và cô Mỹ Hiệp được chữa lành. Căn cứ vào lời của Chúa, con tin rằng cô Mỹ Hiệp ngay giờ này nhận lấy sự chữa lành của Chúa ngay giờ này. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu, sức mới của Ngài sẽ đổ đầy trên cô Hiệp ngay giờ này. Để rồi cô thấy được quyền năng sự chữa lành của Chúa. Để cô rao giảng về sự quyền năng của Ngài. Rao giảng về phúc âm của Chúa. Để mọi người thấy rằng Chúa là
quyền năng là đáng chữa lành trên cô, con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho cô Chi ở Lục Sĩ Thành, trong danh Chúa Giêsu chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đáng lựa chọn cô, Ngài đã đáng yêu thương cô trong thời gian qua. Cảm ơn Chúa hơn nữa một điều, đó là Chúa Ngài đặt để cô có một tấm lòng yêu mến Chúa, và Chúa mở mang công việc như hội thánh Chúa ở tại đó, để rồi cô và thầy Dũng quản nhiệm tại đó. Chúng con công bố hội thánh Chúa ở tại Lục Sĩ Thành do cô Chi và thầy Tấn, thầy Dũng quản nhiệm, thì trong danh Chúa Giêsu ngày này nó được phán hưng. Trong danh Giêsu con công bố hội thánh của Chúa được phán hưng ở tại nơi đó, và danh của Ngài đồn ra tại nơi đó. Con cảm ơn Ngài. Con nguyện trong danh Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót cái đoạn đường vào nhà vào rất là khó khăn. Trong danh Giêsu con công bố rằng bởi ơn thương xót của Chúa, Ngài là đấng ban cho cái đoạn đường từ ngoài lộ vào nhà của cô sẽ trở nên tráng đan một cách tốt lành cho hội thánh của Ngài, để rồi con cái Chúa đi nhóm lại thuận tiện trong mùa mưa này. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, Chúa Ngài là đấng thay đổi con đường này, để rồi con đường này trở nên một con đường tốt lành, để rồi công việc Chúa được phát triển tại nơi đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện Chúa Ngài sức dầu ban ơn trên cô Chi cũng như là thầy Dũng, được ơn trước mặt Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, Ngài ban cái sức mới từ nơi Chúa, cũng như Chúa là đấng khôn ngoan. Trong danh Giêsu con công bố sự khôn ngoan của Ngài ban trên đời sống của cô Chi, trên tâm trí của cô, để rồi cô nhận lấy sức mới từ nơi Ngài, nhận lấy ơn từ nơi Ngài, để rồi cô tiếp tục đi ra nói về lời của Chúa và làm chứng về danh của Ngài, để công việc Chúa được phát triển. Con cảm ơn Chúa vì con nghe nói rằng cô đang có một người chị em tin Chúa ở Cờ Đỏ. Trong danh Giêsu xin Chúa tiếp tục Ngài mở mang công việc của Ngài được lớn rộng ra, tiếp tục ban ơn cho cô Chi, để rồi đi đến nơi đâu, bằng chân đạp đâu, thì tin lành của Chúa được mở mang tại nơi đó. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Giêsu con công bố mọi phước lành sẽ đổ xuống trên hội thánh của cô Chi đang quản nhiệm, cũng như là gia đình cô, con cái hậu tự của cô đều sẽ được phước của Chúa. Con cảm ơn Cha. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, Ngài cũng thăm viếng trên anh Nguyễn Văn Tuấn, 39 tuổi. Chơi, con nghe nói rằng anh đang bị đau bao tử. Trong danh Chúa Giêsu, con công bố rằng tất cả mọi sự bệnh tật ở trong thân thể của anh ngay giờ này, trong danh Giêsu, trong uy quyền của Ngài, con công bố sự chữa lành của Chúa trên bao tử của anh ngay trong giờ này. Tất cả bệnh tật từ đỉnh đầu gót chân ngay trong giờ này của anh Tuấn, trong danh Giêsu nó phải lui ra hết ngay trong giờ này. Và trong danh Chúa Giêsu, trong uy quyền của Ngài, con công bố thân thể của anh Tuấn ngay trong giờ này sẽ nhận lấy uy quyền của Chúa Giêsu, sức mới từ nơi Ngài ban cho đời sống của anh, thân thể của anh khỏe mạnh ngay giờ này, để anh làm chứng về Chúa, để anh bày tỏ về quyền năng phép lạ của Chúa đã xảy ra trên đời sống của anh, và anh sẽ làm chứng về danh của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Ngay giờ này, trong danh Giêsu, con công bố anh mặc lấy sức mới của Ngài trên đời sống của anh, để rồi thân thể của anh ngay giờ này nhặt mặc lấy sự chữa lành của Chúa cách hoàn toàn. Con cảm ơn Cha. Để rồi ngay giờ này anh mặc lấy sự ơn thương xót của Chúa cùng sự chữa lành của Ngài ngay giờ này. Con cảm ơn Cha. Hallelujah. Con ngợi khen Chúa. Con cầu nguyện cô Phạm Thúy Hằng Viên. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương xót. Trời ơi, con nghe nói rằng cô đang bị sỏi thận. Trong danh Chúa Giêsu, trong uy quyền của Ngài, con công bố rằng tất cả những viên sỏi trong thận của cô ngay giờ này sẽ bị tan biến ngay trong giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, trong uy quyền của Ngài, con công bố quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài thăm viếng đụng chạm trên cái thân thể của cô, phải tan biến bởi danh của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì danh của Chúa Giêsu là trên hết mọi danh. Và trong danh của Ngài, chúng con công bố tất cả mọi sự bệnh tật, mọi sự đau nhất trong thân thể của cô ngay giờ này, tư thể của cô ngay giờ này. Cảm ơn Chúa, con tin rằng sự chữa lành của Ngài đến trên cô.
để rồi những cái sỏi thận sẽ không còn nữa và thân thể tất cả mọi ngày bởi quyền năng của Chúa đụng chạm ngay trong giờ này, thánh linh của Chúa ngày thăm viếng đụng chạm cô ngay giờ này, để rồi quyền năng của Chúa ngày thay thố trên thân thể của cô ngay giờ này, cô mặc lấy sự chữa lành của Chúa. Con cảm ơn ngài, con cầu nguyện cho thị Phạm Thị Hiền, ôi bị cảm cúm, và Thảo Tiên cũng bị cảm cúm nữa. Trong danh Chúa Giêsu, ta chuyên lệnh những cái sự cảm cúm đau nhất trong thân thể ngày này, trong danh Giêsu nó phải đại bại, phải lui ra khỏi thân thể của các em ngay trong giờ này. Trong danh Giêsu, ta công bố rằng quyền năng của Thánh Linh ngài đang đụng chạm, khai phóng trên Hiền, khai phóng trên Tiên ngay như này. Rồi những cái linh của sự nóng sốt, những linh của sự bệnh tật, trong danh Giêsu nó không có quyền đụng chạm đến hai em nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố bởi lần roi của Chúa mà em được chữa lành. Nhân với lần đòn của ngài, em được bình an. Con cảm ơn ngài. Và trong danh Chúa Giêsu, con công bố hai em sẽ nhận lấy sự chữa lành của ngài bởi đụng chạm của Đức Linh ngài như này. Con tin rằng bởi đức tin các em sẽ nhận lấy sự chữa lành của Chúa. Con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của ngài. Buổi tối hôm nay, Cha ơi, con dâng những cái nan đề, những lời chúng con cầu xin cho ngài. Con cũng tin chắc rằng sự tốt lành của Chúa và sự hiện diện của ngài trong buổi tối hôm nay, Chúa ngài ở cùng với chúng con, và những điều chúng con cầu xin với ngài chắc chắn, và con tin rằng Chúa là đáng đáp lời của chúng con, để rồi ngài chữa lành cho hết thảy quý ông bà anh chị em chúng con. Và cảm ơn Chúa, và ngài ban cho chúng con không xiết kể. Chúng con cảm ơn Cha. Như Chúa thêm sức mới cho mục sư Kiệt, Chúa ban ơn cho anh Tuấn, tiếp tục Chúa ban ơn cho hết thảy quý vị mục sư cùng toàn thể quý anh, quý ông bà, chị em trong phòng cầu nguyện này, được ơn phước của Chúa, được sức khỏe, được bình an của ngài. Và nhân danh Chúa, con công bố trong chương trình cầu nguyện toàn cầu này sẽ được mỗi ngày được phát triển lớn mạnh bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ngài, bởi ơn và quyền năng của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con mặc lấy sức mới từ nay ngài và bước đi trong quyền năng của Chúa. Con tin rằng Chúa là chiến thắng, ngài ban chúng con trong sự chiến thắng của ngài để chinh phục nhiều tội nhân trở về với Chúa. Con cảm ơn ngài. Con dâng buổi tối hôm nay cũng như những nan đề này lên sự tế trị quyền năng của Đức Thánh Linh ngài, và chúng con hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tấn. Xin kính chào sư Thành ạ. Chào mục sư, chào cả nhà. Chào mục sư Thơ. Chào tất cả mục sư. AR8 của ai đây ạ? Xin Ủa, mục sư Thành bị đứng luôn rồi à? Của mục sư Hưng còn. Đường dây. Dạ, chào mục sư Hưng à. Dạ, chào mục sư Thành. Chúc mừng mục sư Thành nha. Dạ, chào mục sư Thành. Dạ, chú ban phước cho mục sư Thành. Cô à, không biết cô tên gì, cái máy của cô là sao, là số 831 á, máy mới á. Chào cô nha. Còn Nguyễn đang nói chuyện với ai đó, biết người ta có quay mình không mà. Chị cô. Xin chào anh Na. Chào anh Na của chủ máy là 723. Cô ơi, cô nghe được không cô ạ? Ba rồi cho nên là bị yếu từ đó. Alo. Dạ.
Dạ có nghe đây cô ạ, à. Xin chào cô ạ. À. Thầy Tuấn phải không? Dạ con tên Tuấn họ Đoàn ạ. À. Gọi là Tuấn Đoàn người này. Chỗ mà phòng của thầy sai nè. Số 32. Phòng bà Nguyễn số 32. Rồi chào cô. Chú ban phước cho cô nha. Dạ. Rồi em ơn Chúa. Amen. Rồi. Chào phòng công viên số 32. Dạ chào Mục dạ. Mục sư Hưng à. Dạ. Còn cầu số 32. Chúng ta kính mời Mục sư Hưng cầu nguyện tiếp theo Mục sư Hưng ạ. Dạ dạ. Cảm ơn Chúa. Cái máy chỗ đường dây của Mục sư Hưng cái mạng nó mạnh. Dạ dạ. Máy Wi-Fi mạnh. Chúng ta tiếp tục lên đăng đề nha, tôi sẽ cầu nguyện. Nhiều hình không nha. Đâu là cái máy lại như chị Thanh kìa, nó bộ ra. Yến đọc tin nhắn của anh Tuấn ha, Yến này. Chị Hưng cầu nguyện cho chị Duy Nguyễn là cái vấn đề bệnh đau dạ dày với lại xin chuyển trường đó không sư? À cô Duy cảm ơn sư. Chào cả nhà, chào một người, chào anh Tuấn. Chào chị Hiếu à. Chào Hiếu nha. À, con cảm ơn ông ạ. Chào Phúc cho Hiếu. Anh Tuấn ơi, Yến nào ấy hả anh? Yến Hoàng á. Em à, em đọc tin nhắn ạ. Vâng ạ. Đọc ghi lại được rồi, không cần phải đọc ra đâu. Vâng. Rồi Mục sư Hưng sẽ cầu thai trong giờ này, cho nên mình có nhu cầu mình nhờ Mục sư cầu thai cho ạ. Có một anh thanh niên số máy là 723 mới vào hôm nay. Xin chào. Không nghe được. Mới vào và chưa có nghe được. Cái máy đó đã vào tới bên trong rồi. Lê Vi chào cả nhà nhé. Dạ, chào anh Lê Vi à, chú ban phước cho anh ạ. À. Nhà có khỏe không ạ? Cả nhà khỏe hết. Chú phước Lê Vi nha. Cảm ơn Chúa, hôm nay Chúa cho một thêm một người anh em Việt Nam qua ở cùng phòng. Amen. Các nhà ăn tối ăn sáng hay chưa? Anh Lê Vi có nhu cầu gì cần cầu nguyện không ạ? À? Mục sư Hưng sẽ cầu nguyện. Cầu nguyện cho Lê Vi được ơn trong trên công việc thôi. Vâng. Cảm ơn Chúa. Alo, Mục sư Hưng có nghe được không ạ? À? Dạ có nghe Mục sư Hưng ạ. Ông có nói. Tại vì cái bài bài hôm yếu mà. Cho nên mình nhắn tin là Mục sư đọc giùm cái năng đề của mình. Dạ dạ, để chép hồ Trang Thanh của ai đi. Dạ con coi đó. Dạ dạ hả, có Mục sư đó hả? Dạ đây. Nha. Đang ghi hồ Trang Thanh xin chú cho nên rối loạn thiên đình. Dạ. Tôi ô ba hai. Tuy An là ai mà mới nhỉ? Dạ. Chắc là Lê Vi không lâu ngày không vào nên là không biết là ai. Bây giờ anh là người mới đó. Bây giờ Lê Vi là người mới rồi. Sai ơi. Sai không? Tuy An ở Bình Thuận á. Sai ơi. Mở video lên. Tuy An là quê ở đâu nhỉ? Bình Thuận. Dạ em. Em ở Vĩnh Thuận anh Lê Vi ơi. Vĩnh Thuận Kiên Giang á. An Giang hay Kiên Giang? Dạ Kiên Giang. Kiên Giang ồ. Dạ. Kiên Giang ở gì nhỉ?
Kiên Giang có về rồi. Dạ dạ. Có về có ghé đâu một công viên sao đi vào gì đấy. Dạ sao anh? Anh hình như anh có vào nhà em rồi sao ấy. Dạ. Không biết cái này. Em không thấy mặt anh nên em không biết. Hình như hôm nay anh có vào trong khu bọn em rồi. Dạ. Anh lúc đó anh về Kiên Giang là anh đi với Hội Thánh của ai anh? À anh qua chỗ là Mục Sư Lê An Viên đấy. À Mục Sư Lê An Viên, em biết chỗ đó rồi. Thì Mục Sư Viên cũng ở Kiên Giang đó anh. Từ em ra Mục Sư Viên khoảng 2 tiếng. Hay gì à, 2 tiếng rồi. Dạ. Anh, hôm anh có về đấy 2 ngày đi truyền giáo đấy, có 5-7 người trên chùa đấy. Dạ dạ, em cũng có thường ra Hội Thánh của Mục Sư Viên để cầu nguyện với lại học Kinh Thánh ha. Hôm rồi anh có về đây không được ở lâu, ở được 2 ngày, ở được đi truyền giáo được 1 ngày đấy. Dạ lâu chưa anh? Cách đây lâu chưa anh Tuấn nhỉ? Dạ. Hôm về Kiên Giang cũng được hơn 1 tháng rồi đấy. Dạ chưa đến 1 tháng. Ờ, cảm ơn Chúa. Đi hiện xong giờ... đi. Dạ dạ hiện giờ là anh Lê Vi đang ở đâu ạ? À, anh đang ở Singapore. Dạ. Chúc ban phước cho anh. Chúc ban phước em. Quê nhìn phân giam mô, học sâu về, bố giao hòa anh xào ti. Nhìn ra y phủ vui ông thì xoan đau sử đờ. Bố giao hòa anh. Thật giao hòa anh thì sao á? Mình tiếp tục ra như cầu chưa hơn khỏi. Chào cả nhà. Hello, hello. Dạ. Có ai nghe không cả nhà ơi? Chào Hồng Lan. Dạ, con chào Mục Sư Hân. Mục Sư Hân khỏe không ạ? Khỏe khỏe, Hồng Lan khỏe không? Dạ, cảm ơn Chúa cho khỏe. Hồng Lan có cần Nam Đề cầu nguyện gì không? Mục Sư cầu nguyện cho Hồng Lan. Dạ, Nam Đề cũ. Nam đề gì vậy? À, xin chào anh Tuấn. Chị Hoàng Lan à. Xin chào Mục Sư Kiệt. Xin chào Việt Hòa. Ô, xin chào Mục Sư Kiệt nha. Chào Lê Vi. Chào chị Hoàng Lan nha. Chào Lâm nha. Chào Phi Thoa. Thầy Sai, thầy Sai. Thầy Sai ơi. Ông cầu nguyện số 34 có cần gì không? Đụng vô màn hình ngay trong cái chỗ cái lo có đồ nó có cái dòng đỏ đó. Anh Tướng mở dùm máy của thầy Sai đó anh Tướng ơi. Trong sự kiện tập 2. Chào cô Hoàng Lan tập 1. Sống nó hơi yếu. Rồi đang mà vui lâu không thấy mọi người thấy ai đẹp trai xinh gái hết nhỉ. À, chỗ thầy Sai là cái điểm ở ở hai á. Cái gì? Ở cái chú này quá gì? Ngọc Hiển á. Ngọc Hiển á. Ngọc Hiển. Dạ ông tám. Để cho cung phòng ngoài mẹ. Để xìa la. Đại diện phòng con à. Đại diện phòng con nhớ ngày 2 tháng 8 chào. Đi cho tung các bạn. Em bạn nha. Bài người đã hiểu một xíu kìa. Dạ. Đang hãy bao nhiêu. Số 7 tiếp của ai đây? Năm muộn em thì đen hỏi phân đâu. Dạ. Dạ. À, Thúy Anh hả? Dạ con nhờ một sư cầu nguyện cho một người bạn của con tên là Lê Hồng Bi. Có nghe lời Chúa nhiều rồi một sư nhưng mà chưa có cơ hội tin Chúa, cầu xin Chúa ban phước trên môi miệng của con để con nói cho bạn con tiếp nhận Chúa. Với lại là xin Chúa
mặc dù là bạn con chưa có tin Chúa nhưng mà cũng là con cái của Ngài, thì xin Chúa Ngài chữa lành cái bệnh viêm xoang cho bạn con với lại sốt ngay trong giờ này mục sư. Dạ, con bạn con tên Lê Hồng My hả? Dạ Lê Hồng My. À Lê Hồng My. Dạ. Viêm xoang. Mà mấy cái bệnh viêm xoang thì đối với Chúa thì dễ dàng lắm. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ bệnh viêm xoang với lại cảm sốt của mục sư, sốt mấy ngày rồi chưa hết. Vậy hả? Dạ, chúc cô chia cầu nguyện cho con. Thế An có đi chạy hè không con? Dạ, con đang cầu nguyện chút đi. Con dạ. Đi hả? À, vậy đi ở nhà khỏe nha. Dạ. Đây là trong cõi tiền thôi. Mình đi trước đi. Đúng rồi, phát gặp cầu nguyện gì không? Mấy thanh niên cũng ái phát hào hào rồi. Tí nhớ ở sâu chú phát hào hào rồi. Thôi chào chắc là xuống sâu cái chút nào. Mấy gì đâu. Thì cái đó xin mục sư cầu nguyện cho đang đề xin Chúa chữa lành cho Hồ Hoàng Vũ 43 tuổi mục sư. Hồ Hoàng Vũ 43 tuổi. À, em nó bị thoái hóa cột sống mà nó bây giờ nó bị xuống dưới cái khớp ngay chỗ cái mông của mục sư, đó là thần kinh tọa vậy đó, xuống đó bây giờ đi không được mục sư. Đây mình đưa tên họ sai đó, sai đó. Cái gì khác? Alo mục sư nghe không ạ? Có nghe. Hồ Hoàng Vũ. Cảm ơn. Dạ. Cuộc sống và anh 43 tuổi bị thần kinh tọa mà giờ nó bị thối quá luôn á. Tới nè, một phát cuộc sống mà nó xuống thần kinh tọa luôn á mục sư, giờ là đi mất chống gậy á mục sư. À, vậy hả? Rồi xin Chúa ban năng quyền chữa lành cho... À, người đó là còn người ngoại á mục sư. Xưa người đó là còn người ngoại. À, xin Chúa cuộc chữa lành mà đụng chạm cho cháu được nhận được cái sự chữa lành do nơi ba Đức Chúa Giêsu Christ để cháu quay trở lại và tiếp nhận Chúa và mời Chúa làm chủ trong đời sống của cháu luôn á mục sư. À, amen. Kêu xin Chúa ha, Chúa bắt phục xin Chúa ha. Ừ. Dạ. Không biết đây là mục sư hay là thầy truyền đạo hay là anh niên mà có ở đằng sau có rất là nhiều em em trẻ. Chào anh Tấn mà thanh niên mục sư thầy Tấn ơi. Thanh niên ở hội thánh nào vậy ạ? Dạ hội thánh là Thiên Ái Bắp Tiết. Ồ cảm ơn chú với Cà Mau. Cháu mục sư Bảo ạ. Alo. Đó. Phải cháu mục sư dạ, Bảo. Dạ đúng rồi. Còn ở dưới huyện, Ngọc Hiển. Ồ cảm ơn Chúa. Kêu dạ. Anh bằng anh Tuấn được rồi. Dạ. Rồi xin Chúa ban phước cho. Dạ. Cảm ơn Chúa. Ở đó có nhu cầu gì cần cầu nguyện không mục sư đang cầu nguyện đó? Dạ có anh Tấn ơi, mà cũng cầu nguyện cho người anh em tên Thắng, Trương Nhân Thắng bị tiểu đường cũng năm sáu năm rồi. Dạ, nhà mục sư cầu nguyện về nan đề đó, hội thánh là đẹp gốc. Xin chào mục sư. Lưu Văn Thắng bao nhiêu tuổi con? Dạ, Lưu Văn Thắng ông 43 tuổi. Lương phải chưa không? Lương Văn Thắng không? Lương. Dạ. Rồi, để đây chút để làm cho ông. Rồi nhà cũng nhà ông mục sư cầu nguyện cho ông Quỳnh Văn Châu
ở huyện Đầm Rơi về bệnh tai biến. Ông năm nay 61 tuổi rồi. Còn gì nữa không con? Tiếp tục nêu con đề đi. Một sư cầu nguyện cho. Chưa nêu hết ra. Cũng cầu nguyện mà xin Chúa Ngài chữa lành cho ông Trương Văn Lan bị thuốc thoái hóa cột sống. Trời gan bị mỡ. Ông năm nay là 45 tuổi ở huyện Cái Nước. Dạ con cảm ơn ông mục sư, và cũng nhờ ông mục sư và các khắp nơi cầu nguyện ban đăng đài đó tiếp hội thánh chúng con như thế này. Dạ. Dạ, chào mục sư, sư ơi. Chào mục sư. Mục sư nghe con nói không ạ? Có, con nghe con nói gì con. Dạ, con có một năng đề nhỏ nhỏ xin sư cầu nguyện cho con ạ. Con là Hải hả? Dạ đúng rồi, con Hải ạ. Đó, con học sinh mục sư cầu nguyện cho con sao con thấy tâm hồn con sao sao không thấy được, không được bình an. Có nhớ ai không? Dạ anh có nhớ ai? Dạ cũng muốn nhớ lắm mà không có ai nhớ. Vậy thì đừng có muốn. Nên mục sư coi con không được bình an gì mấy á mục sư ơi. Thấy trong hồ tấm hồn sao sao thiếu vắng cái gì á. Nó có lo gì không? Có bị lo gì không ạ? À? Dạ không ạ. À. Không lo gì hết á, nhưng mà mỗi lần mà muốn đi đâu á, tâm hồn nó không được thoải mái. Muốn đi đâu là đi xa nhà hả? Dạ, cứ nói chung là đi làm công việc gì của Chúa nhưng mà cái tâm hồn nó không được thoải mái trong tâm mình á. Đi mình chưa thấy sao sao thì kết hợp với lại ban thanh niên hay gì đó cùng tuổi với mình đó, mình đi đi một vài người với mình đó có đồng tâm tình đó thì mình sẽ thoải mái hơn. Từ từ quen, như máy của Hải bị đứng này. Thanh niên mình mới lớn lên đó, mình tập tành hầu việc Chúa chung với là các thanh niên khác có tinh thần mạnh mẽ đó, từ từ lớn lên mình mạnh mẽ, nó mình tăng trưởng nó nhanh hơn. Amen. Đúng rồi, chung với anh em có đức tin mạnh mẽ để chuyển tải ơn của Chúa, thì bộ của nhau, nâng đỡ nhau. Dạ mục sư ơi, mục sư con cũng có năng đề nữa, mục sư cầu nguyện giúp cho hội thánh Chúa ở tại chỗ con dấy lên nhiều thanh niên nha mục sư, tại vì hội thánh đây là toàn là người già không à. Đúng rồi, người lớn tuổi cơ. Ít thanh niên Chúa đem ra nhiều nhiều á, đừng mà mình chọn lựa dễ chút. Chú bên này thanh niên nhiều quá ha. Từ từ cho phòng cầu nguyện mình có băng thanh. Bữa nay ứng nghiệm khải tượng của anh Tấn rồi, Tấn ơi. Gì sẽ đánh cho đó. Hồi đánh Thúy An rồi, đánh gì rồi, đánh Thúy An. Thúy An ơi. Dạ. Hội thánh Chúa ở chỗ con là ở chỗ Vĩnh Thuận đó mục sư. Phòng cầu nguyện 28 mục sư ạ. Dạ phòng cầu nguyện 28. À, chỗ là chỗ anh dạ. Tuấn Cung An
Em đi cáo buôn chúa. Cùng quê với anh Túc. Ông suy nghĩ mà xuất hiện. Ý chúa được nên anh Túc rồi. Bữa có một mục sư nào nữa mà không thấy không thấy vào ha. Hồi mùa em tám á. Mục sư Tạo. Dạ đúng rồi. Dạ, phần con Nguyễn số 28 là cha con rồi, mục sư Luân với mục sư cha con đi học với thầy bố rồi. Mục sư Luân, mục sư Tạo với mục sư Tạo, bố nào ở đó? Mục sư Sữa, đúng rồi. Mục sư Tạo ở thành ở phải thành phố mà làm. Ở huyện nào á Thúy An à? Dạ, mục sư Tạo ở huyện U Minh Thượng anh Tuấn. Nhà thì ở phía bên sông ngang cái đường mà mình đi đến chợ Ngã Năm từ Vĩnh Thuận chạy qua chợ Ngã Năm á, nhưng mà phía bên sông thì thuộc huyện U Minh Thượng. U Minh Thượng nghe quen quen á một sự kiện lên. Thì nó đối diện, nó bên đây á là Vĩnh Thuận, bên kia là U Minh Thượng. Dạ đúng rồi. Gần chỗ anh gần chỗ thầy Phước không ạ? Thôi, thầy Phước thôi. Là thầy con. Chú An, ba con mục sư gì tên gì? Thầy Phước mà cái nhà mục sư. Dạ ba con là mục sư Luân á, mục sư ơi. Luân hả? Ừ. Dạ Luân, Trần Minh Luân. Mục sư còn ai nữa? Nghe ba người ba mục sư là còn ai nữa không? Dạ mục sư Trần Minh Tạo. Lăng Ngô thôi. Hả? Dạ, giờ mục sư Nguyễn Văn Sữa. Sữa hả? Dạ, ừ. Nguyễn Văn Sữa. Sữa hay sữa không con? Sữa hả? Dạ sữa, sữa bò, mục sư, sữa tươi á. Rồi, cảm ơn Chúa cầu nguyện đặc biệt cho ba mục sư này nha, mà công việc ở Bình Thuận nha cho. Sữa tươi là tốt này. Đợi sữa vào mặt. Cái gì nhiều thanh niên. Cảm ơn Chúa. Mục sư này lớn tuổi hết rồi. Già hả con? Dạ, già thì nói già đi đấy. Dạ nói tránh sợ nói với bà mục sư khi nghe buồn mới già nghe buồn lắm mục sư. Rồi cả nhà mình còn nhu cầu gì không mình nè à? Tiếp tục nêu lên à, không cầu nguyện số 32 có cầu nguyện gì không thấy chị nói tiếng Thanh mà xin cầu nguyện cho ông anh Trần Văn Xím ở chị bà chị bây giờ lên đây đó làm điểm nhóm để nhóm lại những người đây đó mục sư. Dạ. Số gì chị ạ? Dạ. Cô là Trần Văn Xím à? Dạ. Mẹ có còn gì cầu nguyện không? Cô đưa cầu nguyện. Trần Văn Kiếm hay là Trần Văn gì chị? Kiếm Trần Văn Kiếm. Kiếm, à vâng vâng. Dạ, mục sư. Dạ. Trần Văn Kiếm. Anh là 57. Dạ. Anh Kiếm này cầu nguyện như thế nào ạ? Năng đề anh làm sao ạ? À, anh nói chung mà anh cũng có nhiều bệnh mà anh chưa có đầu phục Chúa. Chống đối á. Nguyện Chúa cho ảnh đổi lòng, ảnh tiếp nhận Chúa để chỉ dân cái nhà nó lên làm điểm nhóm á mục sư. À dạ dạ. Như vậy giờ anh tin Chúa chưa chị? Giờ anh kiếm tin Chúa chưa hay có mình ảnh à? Dạ tin rồi con. À, tin rồi mà riêng ảnh không. Mình riêng. À, dạ dạ. Dạ mà nhờ một xưa cầu nguyện luôn cho Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Tiết Cảnh là đầu phục Chúa để được cứu trong danh Chúa Giêsu một xin. Dạ Nguyễn Thanh Tùng với ai nữa? Nguyễn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Huy. Nguyễn Thanh gì? Ngô Tiết Cảnh. Dạ, Ngô Nguyễn Tiết Thanh Cảnh. Tùng. Dạ. Ngô Tiết Cảnh. Trần Nguyễn Thanh Quy.
Nguyễn Thanh Nguyên, ba ngày tin chuyên Chúa là nguyên gia đình đó đó, mục sư cầu nguyện Chúa cho đổi lòng để họ luôn kính sợ Chúa, đầu phục Chúa, mục sư. Kính chào mục sư Hòa nhé. Chào anh Tính, chào anh em. Cảm ơn Chúa. Mục sư, chào mục sư Hòa. Mục sư có nghe em nói không ạ? Rồi, thầy hỏi hả? Dạ. Mục sư không cầu nguyện đặc biệt cho mai em đi huấn luyện Hội Thánh nhá. À, vâng, vâng. Em đi huấn luyện Hội Thánh cuối cùng mà nói bằng tiếng Việt thì em cũng hạn chế tiếng Việt. Huấn luyện Hội Thánh, huấn luyện người đồng bào hả em? Vâng, em là sát chỉ nhưng mà em huấn luyện người Mông. À, vâng hả? Vâng. Chào cô Trinh nha. Cô Trinh chưa tới trong ạ. À. Lý An ơi, con cầu nguyện nghe con. Sắp tới đây đi chạy hè thường sư cho con đi. Con nói chuyện một sư chưa có thành linh mà. Dạ. Con cầu nguyện đi, sắp tới đây một sư mời con đi chạy hè. Dạ, dạ con cầu nguyện để con được đi chạy hè đó chứ mục sư, mà con cầu nguyện cho nó đừng trùng với cái thời gian. Con chạy hè hả? Dạ. Mục sư cầu nguyện đừng nghe mục sư. Rồi, mục sư à, câu nói đi. À, cầu nguyện cho em thứ ba tuần tới này sẽ làm được cái hộ khẩu ở tại Kiên Giang này. Trung Quốc. Chưa. Thì chính vì cho mình làm được cho nó hoàn thành. Xin chào Trinh nha, Trinh khỏe luôn ạ. Máy Trinh nghe được không Trinh ạ? Trinh, Trinh Nguyễn á. Chào cô Trinh. Thì rớt ra đây. Rớt ra một chút này. Sạc nhau, gắn nhau sạc. Sạc đúng theo cái nó dặn được. Rồi mình còn nhu cầu gì không ạ? Chúng ta tiếp tục nêu nhu cầu rồi nếu không như chỗ cầu thì... Thứ An nghe nó nói gì đó mà không có nghe tiếng tại vì cái loa bị tắt. Dạ không, em nói chuyện ở ngoài anh Tướng ơi. Mục sư ơi, con muốn nhờ mục sư cầu nguyện cho một người ạ. Hoàng Yến hả mục sư? Dạ. Nói đi con. Mục sư ơi, con không biết tên anh ấy nhưng con chỉ biết tên mỗi anh ấy là Lâm thôi. Anh ấy tiếp nhận Chúa ở trong bệnh viện rồi, con chia sẻ rồi. Anh ấy bị tai nạn giao thông và bị liệt hết người rồi. Nhưng mà từ lúc tiếp nhận Chúa con cầu nguyện mới lại hướng dẫn anh ấy thì anh ấy cử động được một chút hai tay rồi. Mọi người cầu nguyện thêm để cho anh ấy có thể dùng iPad để vào phòng cầu nguyện. Không chưa? Chỉ cho anh ấy hiểu lời Chúa. Anh nằm hiện giờ con em trong bệnh viện hả Yến? Ở trong bệnh viện ạ. Bệnh viện Dạ. Bị liệt hết, liệt toàn thân ạ. Anh ấy tin Chúa rồi. Tin Chúa rồi hả? Tin Chúa rồi, được, nhưng mà không đi được Hội Thánh. Vì không đi được. Chỉ chia sẻ qua mạng thôi ạ. Xin Chúa cho anh ấy cử động được tay để có thể dùng điện thoại hoặc iPad vào. Cảm ơn.
thôi ạ. Con ở đây một xíu cậu nguyện không? Cảm ơn chưa? Vâng ạ. Nếu không có gì nữa thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện rồi mình sẽ tham công tiếp đúng ha? Dạ, cảm ơn mục sư ạ. Dạ, xin tất cả chúng ta hiệp ý nha. Nè. Ô, lạy Cha là Chúa lành của chúng con. Cảm ơn Chúa, con vui sướng được ở bên Ngài, đến với Ngài. Chúa, mỗi ngày trong cuộc sống trôi qua thế gian này đầy sự mỏi mòn, đầy sự bất ông, đầy sự lao nhọc. Chúa, mà chúng con có Ngài là nguồn an ủi của chúng con, có Ngài là đấng đang dẫn dắt cuộc đời chúng con. Chúa, linh hồn con ngửa trông Ngài, Cha ơi. Ở trong danh Giê-xu con chúc phước cho sự vinh hiển này ngập tràn trong cuộc viện của chúng con, Cha ơi. Ôi thế các tầng trời cao hơn rất bao nhiêu, sự nhân từ ngàn lớn cái kính sợ Ngài là bấy nhiêu. Cho ở cùng chúng con, phủ che chúng con bằng ân điển, bằng huyết báu của Ngài, bằng sự thương xót, bằng quyền năng của Ngài. Nghe Chúa, rồi tất cả chúng con đều được chăm sóc của Ngài, sự ưu ái của Ngài. Trời, cảm ơn Ngài. Con thật phước hạnh khi chúng con được dự phần trong sự hầu việc Ngài, được lắng nghe thông công từ anh em chúng con, được ở trong sự hiện của Ngài mỗi ngày. Trời, phước hạnh cho chúng con, nguyện giúp dây chúng con, lòng chúng con hướng về Ngài trong thế gian tội lỗi này, mỗi ngày một xa đò, mỗi ngày cần đến cho tột cùng của tội lỗi. Chúa, xin khó khăn chúng con phải làm gì đó để mọi người trở lại cùng Ngài. Chúa, cảm ơn Ngài. Xin Chúa hành động lời cầu nguyện công bình của chúng con. Cảm ơn Ngài. Trong danh Giê-xu con chúc phước cho duyên Chúa Ngài cắt bỏ chứng đau dạ dày này. Chúa, làm cho ngay giây phút này con không còn đau nữa, con hủy phá chứng đau dạ dày này. Ôi, có sự dằn do rửa sáng là có sự ảnh hưởng thân thể đến gia đình thì Chúa sẽ ngày tha thứ, hủy phá, cắt bỏ, phá những điều này nên đời sống của Duyên không ảnh hưởng đến thân thể của Duyên nữa. Duyên được khỏe mạnh hoàn toàn, bao tử này được chữa lành hoàn toàn. Cảm ơn Ngài. Chúc phước cho Duyên được chuyển trường về gần ở nhà. Chúc phước cho đồng tin kính, cho đức tin, cho đời sống của Duyên. Ôi, và sự dạy dỗ, việc học hành được liên thông, được tốt lành nghe Chúa. Rồi gia đình Duyên, người nhiều người biết về Chúa, tin nhận Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúc phước cho vùng Tây Ninh này. Chúa ơi, nơi đây là nổi tiếng những người thờ hình tượng tâm tối Phật giáo. Chúa ơi, những đạo giáo. Ôi Chúa, xin thương xót là phấn hương nguồn gốc này. Nghe Chúa, Ngài cứu nhiều người, Ngài thăm biến vùng Cà Mau vậy. Nghe Chúa, Ngài hiện diện, Ngài dùng đời sống chị em chúng con, Ngài dấy lên nhiều người nhận biết Chúa, gia đình Duyên được cứu rỗi. Con cảm ơn Ngài. Con chúc phước cho Levi, công việc làm, đức tin và sự hầu việc Ngài ở Singapore, Ngài ở cùng anh em chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài chúc cầu sức giàu cho người thanh niên trai trẻ này, tấm lòng nhiệt huyết, tấm lòng mắng hộ, đi đâu làm gì cũng có cơ hội bày tỏ danh của Chúa. Ngài Chúa, trong cơ quan đang làm việc được ơn trước mặt Chúa, được bao nhiêu người công nhân nhận biết Chúa, ước cao là phải có những nhóm trong thì giờ làm việc công ty của mình hiện những buổi thờ phượng học hỏi lời Chúa. Ngài Chúa, được nhiều người được nhân cơ hội này mình nhận biết Ngài. Chúa ơi, Chúa hành trong cuộc sinh này, con cảm ơn Ngài. Chúc phước cho Hồ Thanh Trang đang rối loạn tiền đình, cho trong danh quyền năng Jesus cũng cất bỏ chúng, hủy phá chúng rối loạn tiền đình này. Chúa ơi, Ngài Chúa làm cho anh em chúng con mỗi lần đoàn của Ngài cũng công bố rằng là thân thể này Ngài thương xót, Ngài đặt tay, Ngài chữa lành hoàn toàn. Chúc phước hủy phá con không còn bệnh nữa, ra lệnh cho Ngài tiêu biến chứng rối loạn tiền đình này. Con cảm ơn Ngài. Chúc phước cho hôn nhân của ước mơ của Hoàng Lan, việc học tiếng Anh, việc làm, việc hôn nhân, những gì đang trong tương lai để Chúa Ngài có chương trình tốt lành cho chị em chúng con. Ngài là đấng khởi làm được lành, làm trọn vẹn, Ngài đấng hàn gắn, đấng yêu thương, Ngài đấng tạo được mọi sự với con ngửa trong Ngài. Chúa, chúc phước cho em chị em chúng con được yêu ủi từ đây Ngài. Ngài Chúa, Hoàng Lan được thỏa lòng ước mơ những gì Ngài sẽ dự định trong tương lai, trong ngày sáng tới này, rồi có sức mới tiếp tục bước đi trong được cuộc đời này. Xin làm sáng nghe Chúa, con cảm ơn Ngài. Ngài trong danh Giê-xu chúc phước cho Hồng My, Chúa đang viêm xoang, đang bị sốt. Chúa Lê Hồng My, Chúa xin Chúa hiện diện đời sống Lê Hồng My này, nghe người Chúa lành chị em chúng con. Ô, cắt bỏ chứng sốt này, cái bất cẩn chứng viêm xoang này. Ô, làm cho cô được mạnh mẽ, cô được nhận biết Chúa và đi trong sự kính sợ này. Cô cảm tạ Chúa. Chúc phước cho Hồ Hoàng Vũ, nghe Chúa thăng hóa cuộc sống, Chúa ảnh hưởng đến thần kinh tòa, trong danh Giê-xu cất bỏ hủy phá những chứng này. Nghe Chúa ngày ban ơn lành trên đời sống anh em chúng con, lại Chúa mỗi lần đòn con chúc phước cho thân thể em được chữa lành hoàn toàn. Ô, không ảnh hưởng đến cuộc sống, không ảnh hưởng đến thần kinh tòa nữa, không thoái hóa nữa, không bị đau nhức nữa. Chúa xin Chúa thương xót và chữa lành chị em anh em chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, nếu họ chưa biết Chúa thì Ngài cũng mở lòng họ nhận biết Chúa, hưởng sự lỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa. Con chúc phước cho mẹ của Hiếu và Võ Thị Khanh thuốc đau cả môi trong chân quyền năng Giê-xu ngày đặt tay. Nhưng lần thì chữa bệnh cho bạn, Chúa cho bà được khỏe mạnh, được trỗi dậy, cất bỏ chứng sốt, chứng đau, nhức mỏi, chứng cảm này. Chúa cho bà được khỏe mạnh, được sung mãn,
bởi vì này đấng chữa lành chữa nhiên của chúng con, đấng không thể thay đổi, đấng bất biến, đấng đương là sống chúng con. Cảm ơn Ngài, con chúc phước cho mỗi lần đòn của Ngài, cô bà vợ sẽ khác được chữa lành. Con cảm ơn Ngài, trong danh Giêsu chúc phước cho Trương Lương Văn Phẳng đang thẳng đang bị tiểu đường nghe. Chúa xin Chúa hiện diện để anh em chúng con cất bỏ chứng tiểu đường này. Chúa lành cho anh em chúng con cảm ơn Ngài. Chúa phước cho Huỳnh Văn Châu bị tai biến nữa. Chúa ơi, Ngài đặt tay nhân lành lên thân thể của anh Châu. Ngài chúa lành, ô mỗi lần đò của Ngài anh em được chúa lành hoàn toàn, khí hóa những triệu chứng này nghe Chúa. Thân thể này được khỏe mạnh, được phục hồi, được không còn bị tai biến nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúa cho Trương Văn Lan thoát cuộc sống gan viêm mỡ. Chúa Ngài đặt tay nhân lành, Ngài chúa lành cho anh em chúng con cất bỏ chứng đau cuộc sống mà gan nhiễm mỡ này nghe Chúa, để rồi thân thể này được khỏe mạnh, được phục hồi, được bình an khi chúng con ngửa trong Ngài. Ô Ngài là đấng làm được mọi phước lành cho chúng con, ô cảm ơn Ngài. Trong danh Giêsu chúc phước cho đức tin của Hải mạnh mẽ đây nghe Chúa. Anh em không hay có gì lo âu, không vui mừng có gì trong đời sống, diễn biến tâm lý nội tâm trong gia đình, trong để biết rõ điều gì còn dằn co, cắt đứt đi nếu mà ảnh hưởng từ cố xá gia đình, ảnh hưởng từ gì sâu kín trong lòng, lạy Chúa Ngài đấng biết tất cả mọi điều. Ngài đỡ trong Hải Ngài yên ngủ dày dỗ, Ngài nhắc nhở làm cho được mạnh mẽ. Trong cái tin đơn Ngài nghe Chúa, Ngài nói là hãy mạnh mẽ trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Chúa khi con bám lấy Ngài thờ phục, Ngài tìm kiếm Ngài, chắc chắn mà quỷ không tấn công chúng con nữa, mà quỷ không làm cho con phải nghi ngờ Ngài. Mỗi ngày nghe Chúa nguyện những sự nghi ngờ chỉ lo mà đến điều mà quỷ phải ra khỏi thân thể này. Nghe Chúa biết là ba phủ em cứ căng tâm trí của Hải để luôn luôn có sự nghe thiên phán của Thánh Linh Ngài. Nghe Chúa em không có xây bên hữu bên tả nữa, không dao động. Ô cảm ơn Ngài cho chúc phước phải có niềm vui mới từ nơi Ngài, có sự bình an của Ngài. Ô cảm tạ Chúa. Và chúng ta Giêsu chúc phước cho thánh của Thúy An. Chúa ơi, thánh Vĩnh Thuận. Chúa ơi, có nhiều thanh niên người dấy lên, nhiều người hầu việc Ngài. Cảm tạ Chúa từ khi hình thành phòng hội đến đây. Cảm ơn Chúa qua sự cầu thay, qua sự công an anh Tuấn Ngài đã hình thành. Cảm ơn Chúa vì không biết được công việc Ngài tại Vĩnh Thuận Hoàng Hội số 28 thì cũng chúc phước cho một sự tạ một sư lương, một sư sửa cho Thúy An, cho hội thánh các bài chiên gia đình thân quan rất là nhiều người. Đây Chúa đây được thành trưởng, được phát triển, được sinh sôi, được nở ra. Ơn Chúa đó là phúc hạnh, ước nguyện của chúng con, nguyện cái hành động lớn lao lạ lùng diệu kỳ. Chúa kéo nhiều người đến hội thánh, kéo nhiều thanh niên đến tầng lớp trẻ đến tin Chúa, học một hành động lớn lao mà Chúa. Con nguyện sung sướng hoàng gia đình con, dòng dõi con, bà con, chúng con, người thân con trở lại tin Chúa, thờ phượng Ngài. Ô cảm tạ Chúa, chúc phước cho hội cầu nguyện đoàn 8 này. Đồng công với Thúy An trong sức khỏe, trong việc học đàn, trong việc học tập, trong việc làm, trong những ước mơ, trong tương lai. Nguyện Ngài chăm sóc, Ngài ban ơn cho sống thuộc linh, ơn trước mọi Ngài. Ô cảm tạ Chúa. Chúc phước phòng cầu nguyện toàn cầu số 32, Trần Văn Kiếm chơi, chưa đọc phục Chúa, xin Chúa hiện diện để sống của anh. Vì vợ con đã tin Chúa, xin Chúa thương xót, phải nâng đỡ để sống này cũng cất bỏ chứng ngang ngược, là cất bỏ cái gì tâm tối, ở sự kiểm soát của ma quỷ, cất hủy phá con ra khỏi sống anh Kiếm này. Nên Chúa bắt phục anh, đón nhận Ngài, thờ phụ Ngài, vì gia đình anh đang thờ phụ Ngài. Ôi Chúa xin tổng công với anh em chúng con, gia đình anh, vợ con anh đã trở lại tin Chúa, xin Chúa Ngài, Ngài làm một người tin thì có nhà là cứu, chúc phước cái điều này ứng nghiệm rồi sống quanh nghe Chúa, rồi qua anh mà chị các cháu được mạnh mẽ, được khích lệ trong đức tin, cả nhà được hầu việc Ngài. Ô cảm tạ Chúa, con chúc phước cho Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tuyết Cảnh, Ngô Tuyết Cảnh và Nguyễn Thanh Quy. Chúa xin thương xót những người này, Chúa họ bắt phục họ lại cùng Ngài. Con công bố bị thuộc về nghĩa là những linh hồn cần sự chăm sóc các thánh linh Ngài đến soi sáng họ để nhận biết chân lý của Chúa và thờ phượng Ngài. Hướng sức của lỗi của Ngài, cảm tạ Chúa. Con chúc có thầy Phẩm đang huấn luyện người Hà Môn các cùng tôi tốt của Chúa, vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Chúa anh em con rất lòng tôi sợ yêu mến Ngài, vì ban sự khôn ngoan, ban sự kính sợ Ngài, ban sự thận trọng trong đời sống mỗi ngày, để rồi tất cả cái gì chúng đang làm, ơn lành của Ngài. Chúc phúc cho những anh con đã đi xa, 8 người đi làm ở đâu xa xôi, nguyện kéo họ trở về hàng rào thiên sứ và bảo vệ họ, đừng để ảnh hưởng bị xong nên thanh nạn như người này. Nghe chúc người thương xót này, chăm sóc anh em con cả một ngày. Còn nhu cầu về tài chính, về nhà nguyện, người dân này cũng giải đáp cái tốt lành sự giờ của Ngài, cũng một kinh nghiệm cho chúng con xây dựng trong tương lai. Ô cảm tạ Chúa, chúc phước cho một sư hòa thứ ba này sẽ tuần tối sẽ làm hộ khẩu ở Kiên Giang, thì cao đồng nhà cầm quyền cao đồng các chức năng bên ban hộ khẩu bên huyện tỉnh. Ô là Kiên Giang này, Chúa tạo điều kiện tốt lành thuận lợi nên con yên tâm có hộ khẩu hồ sơ để nhập khẩu để tiếp tục ổn định công việc sống, cuộc sống hồ nguyện này. Cảm tạ Chúa. Chúng danh Giêsu chúc phước cho Hoàng Yến nghe Chúa, rồi thanh niên của làm chứng đã bị bại liệt toàn thân nghe Chúa, xin Chúa hướng xin Chúa ngày Chúa lành hoàn toàn chứng bại liệt này. Ngay giờ này con công bố rằng anh không còn bài nữa, anh sẽ ngồi dậy được, anh sẽ đi được, anh sẽ vận động, anh sẽ chiến thắng cho cả những
À, điều này cũng muốn anh ngày chưa lần nhé, mới lần đầu của ngài cảm ơn Chúa và đức tin lên ngài. Ờ, Chúa ơi, anh có sử dụng được tay chân để vào internet, để vào thông công liên lạc, thông công với tân tình chúng con, hồi chúng con lời Chúa nghe Chúa tin đứng bởi sự tận nghe, tận nghe cái lời Chúa được trao giảng, lời Chúa nguyện lời Chúa đến với anh có cơ sở, có cơ hội nhiều hơn nữa, anh mạnh mẽ trong trong đời sống mỗi ngày. Cảm ơn Chúa, chắc chắn là anh sẽ trỗi dậy ngay chuyện này trong chuyện mình, anh Chúa là hoàn toàn. Ôi cảm ơn tại Chúa ngày ở cuộc học nguyện chúng con mỗi ngày trôi qua, họ thấy được nhiều sự tốt lành, nhiều kỳ sẽ phép lại làm cho chúng con tiếp tục 32, 33 phòng cầu nguyện còn tiếp tục được nhiều nữa ngay Chúa đến lúc con sống vững tinh thần thì có những phòng cầu nguyện của chúng con có những cầu nguyện hiện một bùng cháy mạnh mẽ cầu thay chúng con. Ôi Chúa dọn được sự phun của ngài, dọn sự tái lâm của ngài. Ôi con mong lòng ngày mai cuối cùng ngày trong chiến dịch chúng con cứu được hàng triệu triệu linh hồn. Chúa ơi để vào đức trời của ngài cả của ngài được bổ sức mới trên anh Tuấn trong chức vụ của anh trong dọc đất này. Ôi qua anh mà nhiều mà anh thường luôn khắp nơi cũng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ hỗ trợ những mục vụ của chúng con, giúp chúc phúc cho mục vụ sớm sau đây phần của anh, ơn phước của ngài nữa, dâu gõ thịnh vượng, giúp đỡ những nơi đang thiếu thốn. Cảm ơn ngài cùng nhiều phúc của anh trong thiền phục của chúng sinh, đặc biệt tạo anh phúc hành trước mặt ngài. Cảm ơn Chúa, nhớ đến anh Mai, nhớ đến Diệp Hồng, nhớ đến của anh, nhớ đến những người thân thiên của chúng con, ẩm công hiện diện ở cùng sự giàu ban ơn, ơn mà sổ trước mặt ngài. Cảm ơn Chúa, cũng chúc phước công việc của anh. Cô Thái, cô Thảo, Quỳnh Thơm, Việt Hòa, Xuân Thủy, vợ chồng Minh An, bấy năm thì chứng nhận Chúa nghe Chúa ban phước cho anh Việt, các chị Văn bán được nhà, Việt ước ao được đoàn tụ tại Nga, ban phước cho nhà anh Hùng, cô Lê Na, anh chị Vinh Hùng, anh chị Phạm Huyền, nhiều khuôn mặt thân thương con tại Nga, nguyện phước đồng công ở em với con cả một ngày, cũng cho Hoàng Lan, cho Thảo ở Đài Loan, ban phước cho Thu Trang ở Hàn Quốc. Con không có nhiều con cái này ở Việt Nam thôi, cho đồng phong chúng con sức giàu thêm một sự kiện nữa, sức mới ngày linh tôi tốt của Chúa để khi đo đạc các công việc của người để Chúa cảm ơn ngài. Ồ con thấy rằng một ngày mai sắp tới đây con thấy những sự tốt lành hơn, khả quan hơn nữa và tiếp tục được phát triển để công việc của dân phong nguyện chúng con cảm ơn ngài. Lòng con chúc phước cho sức khỏe, sức mới, sự bình an ngày trên chúng con cảm ơn cha và khen ngài với lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư ạ. Amen. Chúa, xin Chúa ban phước cho mục sư Hưng. Xin chào mục sư Nguyệt, phải không ạ? Cảm ơn mục sư Hưng. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn mục sư Hưng. Cảm ơn mục sư Hưng. Chúa phước cho Duyên. Xin chào mục sư Dũng. Chúa ban phước cho mục sư Hồng Dũng. Chúa ở cùng mục sư. Xin Chúa ban phước mục sư Dũng. Sư Dũng chưa có vào tới bên trong à? Sư Dũng Hà Nội á, cảm ơn Chúa, Hải Phòng. Lâu quá mới gặp mục sư Dũng lại. Mục sư có nghe, có thể nghe được đó, nhưng mà mục sư nói không được. Yeah. Bây giờ mục sư tìm cái loa, cái chỗ nào cái loa mục sư bấm vô đó thử coi nó chạy qua, nó chạy vào được. Chắc mục sư phải nhờ người chỉ mục sư thôi. Cảm ơn Chúa. Có một cái máy đó, admin này không biết có ai. Admin thấy cái hình mờ mờ không biết có ai đây. Đi vào trong hả? Đúng hả? Chưa vào trong. À, cái máy admin vào tới trong rồi đó mục sư ạ. À, thấy cái hình mờ mờ á. Như có mục sư hay gì đứng ngay, ngồi ngay chỗ đó đó. Yeah. Nói mà mình nghe không có được. Ô, mục sư Dũng vào tới bên trong rồi ạ. À. Chỉ cần mở máy của mục sư lên là mục sư nói chuyện được thôi. Amen, cảm tạ Chúa. Kính chào mục sư Dũng ạ. Vâng, xin chào chị em nha. Chào. Rất là vui được gặp mục sư ở trong phòng cầu nguyện ạ. À. Amen. Chào mà đỡ. Mà anh vẫn đăng ký rồi thấy mục sư Hưng rồi chào mục sư. Rồi bây giờ mục sư nói được rồi đó. Cảm ơn Chúa.
Vâng, chào mọi người, bây giờ thấy mục sư Hưng gì nhỉ? Chưa. Lâu lắm gặp mục sư vào đây. Vâng, lâu lắm thì bận quá nên mới vào được, vào lại vào muộn đấy mà. Dạ, xin kính chào mục sư Dũng, mục sư Dũng chú cho khỏe luôn mục sư ơi. Dạ, cảm ơn Chúa, tôi khỏe. Vâng, chào các anh chị em. Hôm nay thấy mục sư Dũng trẻ quá nhìn không ra. Mục sư Việt. Mục sư Việt béo. Mục sư Việt khỏe không? Cảm ơn chú cho khỏe mục sư. Mục sư khỏe luôn mục sư ơi. Vâng, tôi khỏe. Cảm ơn chú. Mục sư ơi, chắc nhờ mục sư Dũng ha. Cầu nguyện chúc phước cho phòng cầu nguyện rồi sau đó mình có thời gian mình sẽ thông công tâm tình với nhau ha. Vâng. Hôm nay anh em cầu nguyện xong chưa? Dạ cầu nguyện xong nhưng mà chưa có cầu nguyện kết thúc với mục sư ạ. Vâng, cảm ơn Chúa. Vâng. Tôi xin phép cầu nguyện nhé. Dạ cảm ơn mục sư. Chúa thánh kính con. Vâng. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, Chúa vì phòng cầu nguyện, cảm ơn Chúa về hết thảy anh em chúng con có mặt tại phòng cầu nguyện này, cũng như ngày nay chúng con không tới được cùng nhau. Nhưng chúng con biết rằng lòng chúng con gắn kết cùng nhau, dù chúng con không ở cùng nhau, chúng con ở cách xa nhau, nhưng lòng chúng con hiệp nhất trong Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, đang con cầu nguyện, Chúa ơi, để sự sức giàu của Ngài đến trên anh em chúng con. Nhưng con người cầu nguyện này, Chúa ơi, để chúng con biết rằng Chúa ơi, Ngài luôn luôn nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con cầu nguyện để lòng của mỗi chúng con mở ra. Con cầu nguyện để công việc Chúa được mở ra. Vâng, con cầu nguyện Chúa để cánh tay quyền năng của Ngài Chúa đến trên Chúa mỗi chúng con, đến trên công việc của Chúa, Chúa Việt Nam cũng như là cộng đồng Việt Nam chúng con ở khắp nơi trên thế giới Chúa, cũng như cộng đồng của nhân loại chúng con Chúa đang nương cậy vào nơi Ngài. Trong danh Giêsu Christ quyền năng Chúa, hallelujah. Vâng, xin Chúa thêm ơn và sức giàu cho các tôi tớ của Chúa ở khắp mọi nơi Chúa, để Ngài dấy lên Chúa những anh em chúng con là những chiến sĩ cầu nguyện Chúa, là những con người cầu thay Chúa, là Chúa để anh em chúng con thấy được Chúa sức mẻ trong công việc của Ngài Chúa, để chúng con đứng vào chỗ đó Chúa, và lại Chúa khi anh em chúng con cầu nguyện thì chính Ngài Chúa trả lời cho sự cầu nguyện của anh em chúng con. Chúa ơi, để có những người Chúa ơi, họ chưa biết đến danh của Ngài thì họ chưa được nghe danh của Ngài, để cho những vùng đất hoang hóa, những vùng đất hoang vu họ chưa được nghe về danh tin lành của Ngài thì họ chưa được nghe tin lành của Ngài Chúa ơi. Trong danh Giêsu Christ quyền năng chúng con cảm ơn Ngài. Thì rồi Chúa ơi, Ngài mở lòng dân tộc Việt Nam chúng con, Ngài có chương trình bảo vệ và Ngài có chương